YouTube của mình. Và từ hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái món ăn vặt các bạn nhé. Và cái món ăn vặt hôm nay của mình này thì nó sẽ có tên là que dài các bạn nhé. Ở đây bim bim que này, và đây là một cái hộp bim bim que của mình các bạn nhé. Đấy, phần hộp bim bim que này thì nó sẽ làm các dạng hộp dài ạ. Đấy, hộp dài này, và nó sẽ đựng thêm cái phần bim bim que bên trong các bạn nhé. Cái phần màu sắc bên trong của nó này là màu vàng. Đấy, phần màu sắc bên trong của nó là màu vàng nhá. Và hầu hết là các bạn thường các bạn nhỏ đều rất là thích ăn cái phần bim bim này vì nó khá là ngon đấy các bạn này. Và cái phần gia vị của nó cũng vậy nhá, bên trong của phần bim bim này nó cũng khá là thơm. Đấy, và khi mình ăn vào nó sẽ nhớ rất là lâu nhá, vì cái này nó rất là ngon này. Và họ bán ở trên tạp hóa rất là nhiều, và hầu hết là các bạn nhỏ đều rất là thích ăn cái phần kẹo, cái phần bim bim que này các bạn nhá. Cái phần khẩu vị của mình nó khá là ngon này. Đấy, và họ đựng trong một cái dạng hộp nhựa này các bạn nhé. Đây, đựng trong một cái dạng hộp nhựa này, và bên trên của nó bảo quản. Đấy, đóng cái này bảo quản của nó rất là tốt luôn các bạn nhé. Và nó sẽ không bị hấp hơi vào này, và nó sẽ không bị ỉu cái phần bim bim que này các bạn nhé. Và cái phần bim bim que này thì họ sẽ làm từ cái phần bột mì đây các bạn nhé. Đấy, làm từ bột mì. Và họ sẽ tẩm cái phần gia vị bên ngoài này để khiến cho phần bim bim của mình nó khá là ngon các bạn nhé. Đấy, hương vị của nó rất là đặc biệt. Nó sẽ là có phần hương vị thời xưa ấy. Và nếu các bạn nào mà đã từng ăn rồi thì các bạn có thể thay khỏe cái này các bạn nhé. Đấy, con đã ăn rồi thì mình có thể cho mình xin bình luận dưới này các bạn nhé. Rất là ngon đấy ạ. Đấy, và nếu bạn nào chưa ăn thì mình có thể mua về nếm thử nhé. Cái quán này của mình thì nó cũng rất là rẻ này. Hộp này của mình rất là rẻ nhá, chỉ 2.000 đồng cho một quả bim bim que này thôi. Đấy, 2.000 đồng thôi, nó rất là rẻ đấy các bạn nhá. Đựng trong một cái dạng hộp này ạ. Đây, đựng trong một cái dạng hộp này. Và nếu mà bạn nào mà chưa từng ăn, đấy, bạn có thể nếm thử nhá. Vì cái này nó khá là ngon này. Đấy, cái loại này nó khá là ngon các bạn nhá. Và cái thành phần của nó bên trong nó cũng khá là đặc biệt luôn đấy các bạn nhá. Và cái này của mình tên hãng để sản xuất ra phần bim bim que này là Thiên Long các bạn nhé. Đấy, đấy là phần tên hãng của nó. Và cái này của mình này thì bên trong nó cũng khá là giòn nhé. Và nó có độ dai nữa. Bên trong nó sẽ tẩm cái phần hương vị một chút cay này. Đấy, thì nó khá là cay nhé. Có rất là nhiều phần bim bim dai bên trong này. Bim bim que bên trong nhé. Nó có độ dài như này á. Và cái này thành phần của nó nhé. Đây, mình sẽ đọc cái thành phần của nó này. Thì họ sẽ làm từ bột mì này, tinh bột khoai tây này, tinh bột này, chất điều vị này, mì chính này, đường và muối này, hương liệu thực phẩm này, màu thực phẩm này, như là quế, hồi này. Đấy. Đấy là cái thành phần của cái gói bim bim que này các bạn nhé. Và bảo quản nơi nhiệt độ thường này, tránh ánh nắng này, tránh xa các loại hóa chất này. Khối lượng tịnh của nó thì mình có thể in trên bao bì nhé. Đấy, khối lượng tịnh của nó, cái hộp này là 22g này. Đấy, nó rất là nhiều luôn các bạn nhé. Và cái này của mình này thì hạn sử dụng của nó là 6 tháng này. Đấy, hạn sử dụng của này là của mình là 6 tháng các bạn nhé. Rất là lâu đấy ạ. Và nó sẽ có phần bim bim que bên trong này. Nó khá là ngon đấy các bạn nhé. Ở đây thì mình có thể bóc ra phần nếm thử cái phần kẹo này này. Ở bên ngoài nó hộp nhựa này các bạn nhé. Bảo quản rất là tốt. Và mình có thể bóc cái phần nó này ra các bạn nhé. Cái này rất là thơm đấy các bạn nhé. Bên trong này có phần hương vị cay nữa các bạn này. Một chút cay nhé. Và nếu mà bạn nào đã ăn được cay thì các bạn có thể tham khảo cái gói này các bạn nhé. Đây, phần que của mình này. Nó sẽ là cái dạng que dài như này nhé. Cái này giòn này và là khá là cay luôn các bạn nhé. Rất là thơm cái phần hương vị quế và hồi các bạn nhé. Cái phần hạt hồi ấy. Cái này thì họ sẽ làm tủ bột mì. Rất là ngon luôn đấy ạ. Ừ.
và nó sẽ có độ giòn này các bạn nhé. Cái món này thì hầu hết là các bạn nhỏ đều rất là thích ăn, các bạn nhỏ ăn cái này rất là nhiều các bạn nhé, và nó cũng rất là dễ ăn này, và đường cái phần hương vị của nó rất là thơm nhé. Đấy, và các bạn nếm thử cái phần kẹo, cái phần bim bim que này các bạn nhé. Thì vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn này một cái hộp bim bim que đó các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay, quay cho mình xin một like và chia sẻ để mỗi tối mình sẽ ra video nhiều hơn, giới thiệu cho các bạn nhiều sản phẩm hơn các bạn nhé. Chúc bạn xem video vẻ. Bye các bạn.